Từng giọt nước mắt, từng lời hối tiếc, phải chăng chỉ là vô nghĩa? Mình từng yêu nhau như biết bao tình nhân, mình từng trao nhau những giấc mơ mê say. Một niềm hạnh phúc đã vụt bay xa vời, phải chăng yêu là đau thương? Giờ thì có khóc hết những giọt nước mắt cuối cùng, thì tình yêu đôi ta cũng đã chìm vào quên lãng. Giờ thì có tiếc nuối với bao lời xin lỗi nhau, dù giờ ta bên nhau nhưng không bao giờ như xưa. Cuộc đời bao đau thương khi người ta gian dối nhau, đời bao chua cay khi mà trao nhau mất đắng. Vậy thì khi yêu ai xin hãy yêu cho hết lòng, để ngày mai bên nhau ta không bao giờ biệt ly. Vì ngày mai biết đi. Mình phải làm một cái gì đó trong lúc này cho chị Quyên chứ anh. Em cảm thấy bức rất khó chịu lắm. Anh sẽ đi Đà Lạt tìm chị Quyên về. Vậy nha, anh lên đó sớm với chị Quyên đi. Dũng, trả lời em thật lòng đi, anh còn yêu chị Quyên không? Anh đã nói với em điều này rồi mà. Đối với Quyên, anh chỉ còn trách nhiệm và tình nghĩa. Nhưng chị Quyên vẫn còn yêu anh mà. Em sợ là tha lỗi cho em nếu có một phút giây suy nghĩ ích kỷ. Em rất thương chị Quyên, nhưng cũng rất sợ mất anh. Hay là để em đi gặp chị Quyên nha. Như vậy có tốt không? Anh chỉ sợ là... Sao anh? Tâm trạng của Quyên đang không tốt, sợ gặp em chị ấy sẽ có những ứng xử gây tổn thương cho cả hai người. Nhưng ít ra em với chị Quyên vẫn là chị em mà. Em cứ ở nhà đi, để anh đi. Anh thấy mình phải có trách nhiệm trong chuyện này. Hơn nữa còn có mẹ Oanh và mẹ Nương đang ở nhà, em phải chăm sóc nữa. Em phải tin anh chứ, tin vào tình yêu của tụi mình chứ. Ủa, có chuyện gì vậy ba? Con có nghĩ là thằng Việt cho người theo dõi nhà mình không? Ba thấy có điều gì đó khả nghi lắm.
Ba, có khi nào ba đang nghi quá không? Con nghĩ hắn đã có tiền rồi, không có lý do gì hắn trở lại nhà mình đâu. Chưa chắc đâu con. Ba nuôi dạy thằng Việt từ nhỏ nên ba rành tính của nó quá mà. Nó không dễ gì để yên như vậy đâu. Huống chi là giấy tờ của ba đã nằm trong tay của nó. Ba, ba cứ sống trong lo âu như vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Ba nghe lời con, đem chuyện này ra ánh sáng đi. Không được, ba không thể đem chuyện này ra ánh sáng được. Nhưng cũng không thể để thằng Việt muốn làm gì thì làm. Ba từng tuổi này, chẳng lẽ đi thua một thằng ranh con như nó sao? Được rồi, ba cứ làm theo cách của mình đi. Con tính làm gì đó? Con lên thu xếp đồ, đi Đà Lạt tìm Nguyên đây. Trong nhà còn bao nhiêu chuyện phải lo, sao con cứ đi lo cho người ngoài vậy? Nhưng con còn phải có trách nhiệm với Nguyên chứ ba. Mấy người là ai vậy? Đại ca Ngầu sai tôi đến đây lấy tiền. Tiền gì? Ông còn giả vờ nữa hả? Số tiền để chuộc lại giấy tờ chứng minh việc làm ăn bất chính của ông. Được thôi, mấy người chờ tôi một chút, tôi đi lấy tiền. Ủa, chuyện gì vậy ba? Mấy người lại tới làm tiền ba tôi đúng không? Dũng, con đừng dính vào chuyện này. Ba, ba không việc gì phải đưa tiền cho bọn chúng. Mấy người ra khỏi nhà tôi ngay, có tin tôi báo công an không? Dũng, tụi bay. Dũng, đứng lại. Các người thả nó ra, tôi sẽ đưa tiền cho các người. Dũng, Dũng, ông dám? Chúng tôi sẽ quay lại, nhớ đó, đừng có mà dở trò. Đi Dũng, Dũng. Tình hình con tôi sao rồi bác sĩ? Hiện trạng cậu ấy vẫn đang mê man, khi nào cậu ấy tỉnh lại chúng tôi mới kiểm tra chính xác được. Anh Dũng có sao không bác? Gia đình đừng quá lo lắng, cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Sao cô biết thằng Dũng ở đây? Dạ, con điện thoại cho ảnh hoài không được. Con đến nhà thì chị giúp việc, nói là anh ở đây. Tai họa, đúng là tai họa mà. Nếu cô không giết rách bừa bãi thì đâu có gây ra cớ sự này. Ý bác là người đánh anh Dũng có liên quan đến bài báo của con? Liệu mới là người tôi yêu. Đừng, đừng ép tôi. Đừng ép tôi. Đừng ép. Đến giờ chích thuốc cho bệnh nhân, mời cô ra ngoài giùm.
Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy chị? Alo. Alo, ngồi đó hả? Bây giờ anh muốn gì? Anh nói đi. Muốn gì á thì ông tự hiểu rồi. Bây giờ anh muốn gì cũng được, miễn sao anh phải buông tha thằng con trai của tôi là được rồi. Giờ thì ông cũng biết sợ nữa sao? Nghe cho kỹ nè. Giờ tôi muốn ông phải tuyệt đối nghe lời của tôi. Anh nói đi, anh cần cái gì? Tiền, ông nghe rõ chưa? Tiền, tiền, và tiền. Em giỏi lắm. Chỉ cần một chút thông minh của em thôi thì lão đã ngoan ngoãn nghe lời rồi. Anh khen em quá đó. Nếu như không có anh che chở, làm sao em làm được chuyện này? Gặp được em đúng là diễm phúc của anh mà. Anh còn nhiều mối làm ăn lắm, chắc là phải nhờ em là bù hộ mạng của anh rồi. Được làm việc với anh Ngầu là vinh hạnh cho em. Em chỉ sợ là làm anh thất vọng thôi. Em đừng nói như vậy. Anh được chứng kiến rồi, làm sao mà thất vọng được, phải không Việt? Anh nói thật là đúng đó. Có một người trợ thủ đắc lực như Quyến đây thì còn gì bằng nữa. Thôi, anh Ngầu đã lên tiếng tin tưởng như vậy thì em đừng từ chối làm gì. Mắc công phụ lòng anh Ngầu đó. Phải đó, anh sẽ không để em thiệt đâu. Đã giúp anh á thì giúp cho trót. Em nào tính chuyện thiệt hơn. Thôi mình cạn ly. Không, anh tưởng là người quen thôi. Mà anh có thật sự muốn cho tôi cung cấp đồ nội thất hay không? Có phải là chủ khách sạn hay không? Hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó một lần.